Chương trình giao hữu thể thao điện tử môn bóng đá FIFA Online 4.0 giữa tỉnh Nghệ An và thành phố Gwangju, Hàn Quốc nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc 22 tháng 12 năm 1992, 22 tháng 12 năm 2022. Đây là sự kiện thể thao văn hóa quan trọng nhằm tăng cường tình hữu nghị đoàn kết giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Hàn Quốc nói chung, tỉnh Nghệ An và thành phố Gwangju nói riêng, đồng thời để tỉnh Nghệ An và thành phố Gwangju giới thiệu, quảng bá, tìm hiểu về truyền thống văn hóa thể thao của mỗi nước. Ngay sau lễ khai mạc, những trận đấu giao hữu thể thao điện tử môn bóng đá FIFA Online 4.0 đã diễn ra hết sức sôi nổi, hấp dẫn giữa ba cặp game thủ đến từ tỉnh Nghệ An và thành phố Gwangju, thu hút đông bạn trẻ đến xem và cổ vũ.